Được, trường khai. Kính bệnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính bệnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính bệnh lễ ơn Đức Chư Con, kính bệnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Nhẫn. Kính chào với anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 115. Cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Trần Đạo. Dù cháu quát xa xa tầng chiều quê, A bát sàng thầm A mu A bát sàng thầm Ma mu ta mằng E ca hằng chi quý tăng tê dù Bát xa cổ thầm Ma mu ta mằng Dù cháu quát xa xa tầng chiều quê, A bát sàng thầm Ma mu ta mằng E ca hằng chi quý tăng tê dù Bát xa cổ thầm Ma mu ta mằng Từ trở qua xa và tăng chi quê, A ba sang thăm ma mu ta mừng. Ê ca chi vì tăng xây vô, Ba sa tô thăm ma mu ta mừng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dù cha quá xa xa tan chi quê, A ba sang thăm mà mưa ta mừng, Ê ca hăng chi vì tan xây dù, Ba ta tô thăm mà mưa ta mừng. Dù cha quá xa xa tan chi quê, A ba sang thăm mà mưa ta mừng, Ê ca hăng chi vì tan xây dù, Ba ta tô thăm mà mưa ta mừng. 100 năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành, một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Tử thơ của Hòa Thượng Giới Đức và kính dân nước lại đạo tràng. Sao thú lành thai Sis Ái Minh. Dạ à, trong đạo tràng thấy còn có Sis Tâm Pháp mà không biết Sis có lên kệ được không, vì thời gian cũng còn nhiều. Kính chào anh chị Phan Quang Liên, kính chào quý vị vừa vào đạo tràng. Dạ có chị Nhật Quỳnh vào, kính mời chị nha. Dạ sa thú kính cảm ơn Sis Rạng Đông. Nam mô Bích Hà. Dạ dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu cho bài học. Dạ tâm pháp ơi, tâm pháp có thể đưa bằng ta được lên không? Tâm pháp, tâm pháp đang có đứng vào cái góc nào chưa tâm pháp ơi? Dạ mến chào Sức Hoàng Nguyệt. Dạ mời tâm pháp nha. Dạ kính chào Thi Lâm, mời tâm pháp. Dạ kính chào Sương Võ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ sư Tề Nhẫn. Con kính lễ quý bà biết cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính tiên cô Rạng Đông, xin Nhật Quỳnh. Nghe xích kêu mà tâm pháp mất cười quá. Dạ có giữa đi giữa đường nghe xích kêu lật đật phải chớm cái góc nào á, đứng nấp đó. Dạ, dạ cũng tri ân xích rất là nhiều. Như khi mà đi qua đường á thì cũng nghe pháp được và nghe xích gọi là tâm pháp kiếm cái chỗ nào á vắng vắng á, mình đọc lớn không ai nghe đó. Dạ, đứng đó tha hồ đọc không ai để ý hết. Thì đường ở nước ngoài thường nó hay vắng lắm. Đây con xin đọc câu Phật ngôn 115. Vô cháu quá xá xá tăng chi quê, Á bá sẵn thầm má mút tá mặn, Ê ca hàng chi quý tăng xây vô, Bá xá tô thầm má mút tá mặn.
Dô cha quá xá xá tăng chi quê A bá sàng thầm má mút tá măng ê ca Hằng chi quý tăng say vô Bá xá tổ thầm má mút tá măng Ai sống 100 năm không thấy pháp thối thượng Tốt hơn sống một ngày thấy được pháp thối thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu 100 năm sống có ích gì Chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành Một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn của Hòa Thượng Giới Đức à, con thấy còn 8 phút hả vậy con mình kệ thì khó lâu quá con không có kệ giờ cha qua không được à giờ Giờ cha qua xa xa tăng chi quê A ba sang thăm ma mút ta măng Ê ca hăng chi quy tăng Không được rồi Ê ca hăng chi quy tăng xây vô Ba xa tô thăm ma mút ta măng Giờ cha qua xa xa tăng chi quê A ba sang tham ma mu ta mang e ca hăng chi quy tăng say vô ba sa tô tham ma mu ta mang vô cha quá sa sa tăng chi quy a ba sang tham ma mu ta mang e ca hăng chi quý tăng say vô bá xá tô thầm má mút tá măng ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng của hòa thượng thích minh trời minh châu 100 năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn Dạ con kính gửi mít lại quý đạo hữu, con kính mời đạo tràng Sẵn dịp đây con cũng kính tri ân quý MC nhất là cô Ái Minh, Xích Nhật Quỳnh, cô Rạng Đông luôn có hiện diện ở trong đạo tràng nhất là Xích Nhật Quỳnh ha trừ giờ có phong ba như thế nào cũng là hãy ở trong đạo tràng ha để cho những người Phật tử ở nước ngoài có bận cách mấy đi nữa đó thì đang đi trên đường vẫn có điều kiện để được nghe pháp Dạ con kính chúc đạo tràng được nhiều an vui Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ con xin xuống mít Dạ sa thú kính cảm ơn tâm pháp. Dạ Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ con con xin sám hối với đạo tràng con chậm đưa tay chậm cầm mic ra. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ không phải nhưng mà do điện thoại đột xuất. Mắt cầm điện thoại không dám đưa tay sợ đạo tràng nghe. Dạ Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ bây giờ thì con xin được đọc kệ bài pháp cú kinh tại vì con thấy còn 5 phút nữa là dạ cho con xin được trả bài dạ Nam Mô Bụt Thà dạ Dô cho sát sát tăng chi về áp bát sẵn tham âm mút ta mạng ê ca hằng chi vi tăng xây dô bát sát tô tham âm mút ta mạng Dô cha quá sa sa tăng chi về áp bát sằng tham ma mút ta măng ê ca hằng chi vi tăng say dô bát sa tô tham ma mút ta măng
Ai sống 100 năm không lấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dầu cha qua xa xà tăng chi quê, a ba sanh thâm mà muột ta măng, ê cả hăng chi vì tăng say vô, a ba sơ ba sa tô thâm mà muột ta măng, dầu cha qua xa xà tăng chi quê, a ba sanh thâm mà muột ta măng, ê cả hăng chi vì tăng say vô, ba sa tô thâm mà muột ta măng. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong cho chúng con ôn bài pháp cú kinh số 115. Nhật Bình kính cảm ơn Sích Trạng Đông, cô Ái Minh, Sích Trần Gạo, Tâm Pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời bàn tay của Trần Đạo ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, dạ Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư và Trần Đạo đọc kinh xong thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn giùm mình nha. Rồi mời Trần Đạo. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ Trần Đạo bị rất nét rồi. Cảm ơn Trần Đông. Dạ, kính chào Na Tra vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình xin được thay mặt đạo tràng. Âu, Trần Đạo trở lại rồi. Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, nếu Trần Đạo nghe được âm thanh Nhật Bình, mời bằng tay Trần Đạo nghe. Có nghe con không ạ? À? Dạ, xin cho con một tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Nhật Bình, chị Lan Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin phép thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang bati katang cali angthi varang aya jatha. Sangti tha satappa racapha jatika desetu thammang anu. Kam bimang bacang satthamma berin vinayang cakayang sutang ca bangdang abitham majamang ako tayang to satusak ca dangdang babo thanaye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nối đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.
Dạ con đức thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của đại đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ con kính thỉnh đại đức. Dạ, lại một tuần nữa trôi qua thật là mau. Và hàng ngày thì cũng chỉ có mấy cái sắc màu, những cái âm thanh in dấu lời nhãn căn, nhĩ căn. Hàng ngày cũng có mấy cái mùi, cái vị, rồi cái cứng mềm nó in dấu lên thân căn. Chỉ như vậy thôi mà thế giới chìm trong biển khổ. Chúng ta thật là hạnh phúc khi mà được nghe lời của Đấng Thế Tôn vô thượng. Chỉ có mấy cái sắc màu này mà chúng ta trầm luân sanh tử đã vô lượng kiếp rồi. Bây giờ thì chúng ta thời gian quý báu để nghe diệu pháp của Đức Phật, để chúng ta đặt xuống cái ý niệm về ngã. Trước khi vào cái bài pháp này, con cùng với chư đại đức tăng và tất cả quý vị Phật tử đảnh lễ ân đức Tam Bảo cao thượng. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi sakhato phagawata thammo thammang namassami subhadipanno phagawato sawaka sangho sangkhang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ được gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những lời vàng ngọc, là phương đinh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có duyên lành được nghe diệu pháp, thực hành theo giáo pháp của Ngài, người ấy sẽ chắc chắn đạt đến niết bàn, giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã thành tựu tròn đủ các đức hạnh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các ba la mật và liễu ngộ niết bàn trong giáo pháp cao thượng. Do đảnh lễ phước báo đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Già Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula. Và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý bà quý cô tu nữ ở gần ở xa cùng với tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn có niềm tin chân chánh, có trí tuệ sáng suốt và thấy rõ được các thực tại sanh khởi trong đời sống hàng ngày để điểm ngộ được niết bàn. Do lời chân thật này, mong cho quý vị thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thì chúng con lại được chia sẻ Phật pháp đến chư tăng, và chúng tôi chia sẻ Phật pháp đến quý vị câu kệ pháp cú số 116 ở chương 9, phẩm điều ác pa phá quát gá. Và cái câu chuyện này, cái câu chuyện pháp cú thì nó sau mấy trăm năm thì nó mới có cái câu chuyện. Chút nữa thì chúng tôi sẽ có một cái thông điệp về cái câu chuyện này để làm rõ, và chúng tôi cũng vẫn trích dẫn những cái câu chuyện này bình thường, nhưng mà trước khi vào thì trích dẫn rõ để quý vị đừng có đi theo cái lối mòn mà hãy đi vào trong diệu pháp. Và trước khi vào cái câu kệ này thì chúng con xin trích nghĩa từ vựng trong câu kệ, và câu kệ số 116 này cũng có 4 đoạn. Chúng con xin đọc nè. Câu thứ nhất là Aphitha retha kamjane papa chittang nawa vaje. Dan thanghi karoto punyang papasmin
Ramati Mano. Và ở đây Ngài dịch văn xuôi là: nên mau mắn trong các việc thiện, nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác. Bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm chạp thì có tâm thích thú trong việc ác. Câu đầu tiên gọi là Afi Tharat Retha Kanjale. Cái từ Afi Afi Tha Retha, thì chúng ta biết này, cái từ Afi là nó nhấn mạnh cho một cái gì đó. Ví dụ như là kinh Trung Bộ, Trường Bộ, hay là tặng kinh hay tặng luật, thì nó bình thường về thông dụng, về ngôn ngữ. Nhưng mà ví dụ Pháp thì Đức Phật, các ngài đã sử dụng cái từ Afitamma để nói cái gì? Để nói nhấn mạnh về cái thực tại, để thấy rằng nó là vô ngã. Thì cái á phí nó ở đây cũng vậy, nó nhấn mạnh một cái điều gì đó. Hay là cái á phí nó còn chỉ cho cái sự cao tột hay là cái sự thù diệu. Thì chúng ta cần phải nhớ cái điều này. Thì cái á phí thê, á phí thá rê thá đó, thì cái căn của nó là căn tha. Tiếp đồng ngữ của nó là á phí. Ở đây thì nó là động từ, tha động từ. Và ở đây nó chia theo số nhiều. Đó là cái động từ mà nó chia, nó được chia số nhiều. Và cái nghĩa của nó là nên mau mắn, nên ca ngợi, nên hoan nghênh, nên tán thán. Thì cái tiếp đầu ngữ á phí này thì nó tùy theo, tùy theo cái từ nó đi trong câu kệ. Cái câu kệ này nó chỉ cho cái lên mau mắn, hay là cái lên ca ngợi, hay tán thán, hay là hoan nghênh, nên tán thành. Tiếp đầu ngữ á phí là nó chỉ nhấn mạnh vào một cái điều gì đó, hay một cái pháp gì đó. Căng tha của nó là gốc lên, hay là làm cho nhanh. Canh gia lê thì chúng ta biết rồi, canh gia lá nó là danh từ trung tánh. Ở đây nó chia theo định sở cách, định sở cấp số đế. Và cái nghĩa của nó là trong cái việc thiện lành, trong cái việc thiện lành, ở cái việc thiện lành, ở cái việc thiện lành. Căn gia đê này nó còn có chỗ thì nó còn còn chỉ cho những cái người bạn làm nữa đó, bạn thiện. Và tiếp theo là cái từ Papachittang Niwaraye. Papa là chúng ta biết rồi, Papa đó là danh từ trung tâm. Ở đây nó chia theo xuất xứ cấp là nó có nghĩa là rời khỏi hay là ly tán. Thì ở đây nó là khỏi việc ác, khỏi việc ác. Papa chít tăng này chúng ta biết rồi, chít tá thuộc về tâm ha, tá thuộc về tâm. Và cái từ đanh hăng tức là đanh há đó, đanh há ở đây nó thuộc tính từ trung tánh, chia theo đối cách. Cái sự chậm chạp, lừ đừ chậm chạp, lừ đừ chậm chạp. Và tiếp theo nữa là Karoto thì chúng ta biết là Karoto thì đó là Karoti đó. Karoti tức là cái động từ của nó là làm á, Karoto. Nhưng ở đây nó chia theo hiện tại phân từ, nên là đây làm tấm, mà nó chia theo sở thuộc cấp, nên là của người đang làm,
của người đang làm, của người đang làm. Punyang thì chúng ta biết là punya là danh từ trung tâm, chia theo đối cách là những cái việc lành, việc phước. Và papat minh là papat. Papá là chúng ta biết rồi. Papá lúc nãy vừa mới chỉ cho quý vị ấy, nói là những cái điều ác ha, trong những cái việc ác. Papá Minh này, Papá thì cái câu kệ sau này nó này chia theo định sở cách, danh từ trung tâm trong cái việc ác. Xuất xứ cách thì nó được rời khỏi, nhưng mà định thì nó ở bên trong. Và cái từ cuối cùng là cái từ Ramati. Ramati đó, căn của nó là căn ram cộng với á cộng tí. Đó là động từ chia theo hiện tại, cái sự thỏa thích, thỏa thích. Mano thì cũng vậy, Mano là tâm ha, Mano là tâm, Mano là tâm dẫn đầu đây, cái câu kệ Mano là tâm. Danh từ trung tâm chia theo chủ cách nói về tâm. Đây là con vừa chích nghĩa cái từ vựng đến cho quý vị. Và cái câu kệ này Ngài Thích Minh Châu dịch 5 chữ là: hãy gốc làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Ý ưa thích việc ác. Đó là bài bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và trước khi vào cái tích truyện câu kệ này thì con xin chia sẻ cái này trước, rồi con cũng vẫn đọc câu kệ đến với tất cả chư đại đức tăng và quý vị. Câu kệ này thì nó hoàn toàn không có hợp lý. Cái câu chuyện thì nó hoàn toàn không có hợp lý. Vì sao nó không có hợp lý? Trước tiên thì hai cái vợ chồng người làm này thì chỉ có một cái khố, điều đó nó không thể xảy ra được, nó không bao giờ xảy ra. Bởi vì người chồng đi làm, người chồng đi làm thì người vợ ở nhà thì không có khố mặt, thì không lẽ người những cái người hàng xóm, những cái người ngoài hay bà con đến thăm, không lẽ người ta không cho được một cái khố? Điều đó thì nó không có hợp lý chút nào, nó không có nhất quán, nó không có hợp lý. Chúng ta học và Phật pháp nó phải rất là rành rọt. Cái điều đó thì đương nhiên rồi, kể cả có châm chế cỡ nào thì nó cũng không có chấp nhận được. Và cái điều thứ hai nữa này càng không chấp nhận nữa là cái người này đi đến trong cái hội chúng như vậy thì một cái khố thì chắc chắn là cái người đó phải là cưới chồng, chứ không thể nào mà mặc áo được. Và hơn thế nữa thì cái khố đó thì không bao giờ Đức Phật nhận. Điều đó là chuyện đương nhiên, bởi vì Ngài đã bậc toàn chi diệu giác, cái khố đâu phải cái y, nó không phải y nội mà cũng không phải y ngoại, nó không thuộc về cái vật gì mà của chư tăng để thọ nhận cả. Nó sai pháp nên là không có cách nào mà Đức Toàn Giác lại đi nhận một cái khố của cái ông cả hai vợ chồng mặc suốt ngày như vậy. Điều đó là không có hợp lý. Điều đó nó hoàn toàn nó không hợp lý. Và nếu nó có xảy ra thì Đức Thế Tôn là bậc toàn chi diệu giác, Đức Thế Tôn không để cho cái ông đó lõa lồ trong một cái hội chúng như vậy. Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp cao thượng. Ngài đã đấng toàn chi diệu giác, Ngài có đầy đủ năng lực thần thông. Nên là cái câu chuyện này nó phải được làm rất là rõ. Thì bây giờ con cũng tiếp tục đọc câu chuyện lên để cho cùng với quý vị là như vậy. Cái con đó là cái điều mà con xin nói trước. Và bây giờ thì đi vào cái câu chuyện này. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú này thì được Đức Thế, cái câu chuyện pháp cú này, câu chuyện thì nó mấy trăm năm, nhưng mà ở đây người ta nói là được Đức Thế Tôn đã thuyết khi Ngài ngụ tại Chetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến một cái ông Bà La Môn tên là Chu Lê Cát Sa Tắc Cát.
Bà La Môn gọi là một áo, gọi là tiểu trung y. Và trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì Hồng Danh quá khứ đó là ngài Vipassi thì bà Thi, thì có một cái ông Bà La Môn tên là Maha Kassataka, đại nhân trung y. Thì bây giờ ông này ở trong cái thành Xá Vệ có tên là tiểu trung y, gọi là Chule Kassataka. Và ông chỉ có một cái y hạ cùn hay là cái váy, cái chăn để vận theo cái lối Ấn Độ, và không có mặc quần. Và vợ của ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi. Thì hai người thay nhau xài chung một cái y để đắp lên mình khi mà ra khỏi nhà. Thì một hôm có nghe cái bà, có cái một hôm thì được cái xóm đó bắt cái loa kêu gọi là đi chùa thỉnh pháp, nhưng mà thực tế từ đó thời đó nó không có chùa. Và cái ông Bà La Môn mới bảo vợ rằng: này bà, có loa kêu gọi để đi thính pháp, vậy bà sẽ đi nghe pháp ban ngày hay là ban đêm? Vì chỉ có một cái y choàng lên, chúng ta không thể cùng đi một lượt. Thì Bà La Môn mới đáp: tôi sẽ đi vào ban ngày, ông à. Thì cái người vợ nói như vậy. Nói rồi thì bà khoác y lên mình ra đi. Và cái ông Bà La Môn ở nhà cả ngày, tới tối mới ra đi. Và đến ngồi trước mặt Đức Thế Tôn nghe pháp. Và khi đó tâm của ông cảm thấy rất là thỏa thích, đến nỗi phỉ lạc, ngũ sắc, xanh vàng, trắng đỏ, cam phát xanh khởi lên, thấm đều khắp cái châu thân của ông. Và ông có ý muốn là cúng dường Đức Thế Tôn cái y đó, cái quần đó, cái váy đó. Lại nghĩ rằng nếu ta đem dâng y này thì cả bà, cả vợ ta, Bà La Môn và ta đều không có y choàng. Và sau hàng ngàn cái tâm bỏng sẻn sanh lên thì các cái tâm chánh tính lại phát khởi, để rồi biến đi hết, để cho cái tâm bỏng sẻn phát sanh. Và ông Bà La Môn bị cái sự bỏng sẻn buộc chặt như là cái kềm hãm ông, và nên ông phủ nhận cái tính tâm của ông. Thì lúc này cái trận giặc lòng nó kéo dài suốt một canh đầu. Thì ta sẽ, rồi ông lại nghĩ, tâm nó lại nghĩ ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng, để ta cứ phân vân giữa hai cái ý tưởng như vậy. Và từ đó đến hết canh giữa thì cái cuộc lộ chiến ở tâm nó diễn tiến, tiếp diễn. Và ông ta không thể cúng dường cái lá y. Và đến canh chót thì ông ta suy nghĩ thầm: cái tính tâm và cái lậm tâm, cái tâm hạ tiện của ta đã chiến đấu với nhau suốt hai canh qua, mà tính tâm vẫn không thể thắng. Thì bây giờ bằng ấy tâm bỏng sẻn thì đang tăng trưởng, nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi mà ta xuống bốn đường ác đạo. Vậy thì ta sẽ dâng cái tấm y choàng. Và khi xóa được cái hàng ngàn cái lậm tâm như vậy, và để cho cái tính tâm làm cái hướng đạo, thì cái ông Bà La Môn đem cái lá y choàng đặt trước chân của Đức Bổn Sư và hô to lên ba lần: ta đã thắng, ta đã thắng. Lúc này Đức Vua Phát Xê Na Đí Ba Tư Lạc đang thính pháp và nghe tiếng hô như vậy, bèn phán hỏi là: này ông Bà La Môn, ông nói thẳng là thắng cái gì vậy? Và các cái quan hộ giá đến hỏi cái ông Bà La Môn, thì ông ta đem hết cái tâm sự của mình ra để tỏ bày cái sự thật cho các cái quan biết. Và nhờ các cái quan tâu lại Đức Vua, thì Đức Vua nghe chuyện đó và tự nghĩ:
cái ông Bà La Môn này đã làm cái chuyện rất là khó. Thì chấm sẽ tiết độ ông ta. Thì Đức Vua sai quân hầu tặng ông những cái cặp bi choàng, và ông Bà La Môn đem dâng luôn đến Đức Thế Tôn. Và thấy vậy thì Đức Vua sai quân hầu đem tặng ông những cái tấm choàng, và ông cũng dâng lên Đức Thế Tôn. Rồi Đức Vua lại tặng lên gấp đôi, ông cũng dâng lên 8 cặp y, rồi đến 10 cặp y, vân vân. Cứ mỗi lần như vậy thì lần này ông Bà La Môn suy nghĩ thì cứ mỗi lần được y thì ta không giữ mà xả ra, rồi lại được nhiều hơn như vậy thì sợ e người ta bảo rằng ta bỏng, ta còn tép bắt con tôm, thôi thì ta hãy giữ lại 2 cái cặp y, ta một cặp và vợ ta một cặp. Và rồi ông Bà La Môn nắm 2 cái cặp, còn lại 30 cặp y ta sẽ dâng đến Đức Thế Tôn. Thì cái hồi đời xưa đó thì ông Đại Nhất Trung Y được 64 cái cặp mà ông chỉ nhận có 2 cặp. Đời này thì ông Tiểu Trung Y được 30 cặp và cũng chỉ nhận có 2 cặp mà thôi. Thì Đức Vua bèn ra lệnh các cái quan hầu thì lấy các cái hiền khanh, biểu các cái hiền khanh đó, cái việc làm của cái ông Bà La Môn này thật là khó làm. Thì các khanh hãy trở về hoàng cung, cho người mang 2 cái lá cẩm y và áo gấm của chẩm đến đây. Thì các quan làm theo lệnh của vua, và Đức Vua sai đem tặng ông Bà La Môn 2 cái tấm y gấm trị giá 500.000 đồng vàng. Và thế rồi ông Bà La Môn tự nghĩ những cái y này không thích hợp với cái thân hình của ta, mà thích hợp với giáo pháp của Đức Phật. Thì ông bèn đem một cái lá y gấm vào trong hương thất và treo lên giường nằm của Đức Thế Tôn. Còn một cái lá thì đem về nhà trên cái chỗ chư tăng thường xuyên thọ thực. Và chiều hôm sau thì Đức Vua đến viếng Đức Bổn Sư và nhìn biết là lá cẩm y, thì bèn hỏi bạch ngài ai dâng y vậy. Thì Đức Thế Tôn trả lời là cái ông mục áo. Nghe vậy thì Đức Vua hoan hỷ với cái ông Bà La Môn và bèn ra lệnh ban cho ông 4 cái con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ, 4 tớ trai, 4 làng nộp thuế, vân vân. Cả 100 thứ, thứ gì cũng là 4 hết thảy. Thì các tỳ kheo để khởi lên cái vấn đề này trong giảng đường thì các ngài mới nói: ôi thật là kỳ diệu, việc làm của Tiểu Trung Y trong cái giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng 4 cái rõ ràng, là do thiện nghiệp gieo trồng vào cái phước điền mà quả dị thục chỗ. Ngay hôm nay vậy thì Đức Thế Tôn mới hỏi: này chưa thì khôn, hôm nay thì các thầy ngồi đây thảo luận về việc chi vậy? Bạch ngài, việc này. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn dạy: này các tỳ kheo, nếu ông Tiểu Trung Y này có thể cúng dường đến ta trong cái căn đầu thì ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là 16 cát. Nếu ông có thể cúng dường đến ta vào căn giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng là 8 cái. Vì ông trì hoãn đến cái căn chót thì mới cúng dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 4 cái như vậy. Bởi thế trong cái việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc nào thì nên làm ngay lúc ấy, đừng có trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó mà khi tâm vừa khởi ý nên phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì nên làm ngay lập tức, đừng có hẹn lại. Và Đức Thế Tôn thuyết cái câu kệ là: Aphittha re tha kanjane papa chittang niwa raje dan tham hi karoto punyang papa min ramati matno. Hãy gốc làm việc lành, chế chi tâm tội ác, hễ biến nhát làm việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác,
và phúc ấy. Đó là cái câu chuyện cũng ngắn gọn bà con đã trình bày đến tất cả chư tăng và sư trình bày đến tất cả quý vị. Do vậy chúng ta học kinh Phật phải hết sức khôn ngoan, tỉnh táo, và chúng ta phải hiểu được pháp của Ngài dạy. Nếu mà chúng ta không hiểu được thì rất là nguy hiểm, và chúng ta này tiếp tục truyền bá thì dần dần giáo pháp này sẽ bị biến mất. Qua cái câu chuyện thì chúng ta nghe rất là hợp lý, phải không? Nhưng mà chúng ta phải đặt cái câu hỏi lại xem là bậc toàn tri diệu giác và cái giới luật mà Đức Thế Tôn là bậc vô cùng là thanh tịnh, thì liệu Ngài có để cho cái trường hợp mà đó xảy ra hay không giữa một cái hội chúng? Chắc chắn là không rồi. Điều đó là rồi bất cứ giá nào thì nó cũng không thể xảy ra, bởi vì cái đó là cái khổ của hai vợ chồng mặt. Và không những Ngài biết cái thần thông, Ngài cũng biết trước như vậy rất là nhiều. Do vậy cái câu chuyện này nó không có thể xảy ra được. Nhưng mà câu kệ ở đây thì chúng ta thấy nó hoàn toàn khác, phải không ạ? Đức Phật dạy cái gì? Hãy gốc làm điều lành, ngăn tâm làm điều khác. Ai chậm làm việc lành, ký ưa thích điều khác. Ở đây Ngài thuyết cái pháp chứ Ngài không có. Mà cái câu chuyện pháp cú thì chúng ta biết nó có sau rất là nhiều, bởi vì cái kinh Tiểu Bộ thì nó có sau mấy trăm năm lần. Và bây giờ chúng con xin đi vào cái chia sẻ cái bài pháp ngày hôm nay. Trước tiên đi vào một bài pháp, con cũng là tiếp tục nói lại. Suốt vòng luân hồi, dầu chúng ta sanh ra ở đâu, trong cái hình hài nào, thì rồi cũng chỉ có bảy cái sắc ở bên ngoài, đó là màu, mùi, vị, âm thanh, và cứng, mềm, nóng, lạnh. Nó in dấu vào 6 cái căn môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Và nó không có cái thấy, nó không bao giờ thấy cái con người nào cả. Cái con người đó là một cái loại tâm khác, một cái suy nghĩ. Chứ còn cái thấy thì nó không biết cái con người, thậm chí là màu vàng, màu xanh nó cũng không biết. Nó chỉ biết được cái được in dấu vào ngay tại đó thôi. Cái nghe cũng vậy, nó chỉ nghe cái âm thanh nó đúng là thật, nó in vào đó thôi. Chứ nó cũng không biết được cái âm thanh này là ai, là cái gì. Do vậy mà cái thấy nó không có suy nghĩ, nên là cái thấy nó không có tầm. Cái nghe nó cũng không có tầm. Cái tầm thì nó không phải ở lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc xúc chạm. Do vậy mà năm cái căn này nó tiếp xúc với cái thực tại chân đế của nó là hoàn toàn là pháp. Nó chưa có một cái ý niệm, chưa có một cái ý niệm gì là đàn ông, đàn bà, bất cứ cái gì. Thế
thấy như vậy đó thì chúng ta đủ hiểu được là vô minh nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Nó chỉ có 7 cái đối tượng này, nó in dấu vào 6 căn thôi mà cái thế giới này nó đủ tất cả các loại hình hài và cái duyên của nó thật là khủng khiếp. Mà khi mà cái vòng nhân duyên này nó được có duyên cho nó sanh thì nó sẽ là bất tận. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy, bao giờ mà chúng ta mở mắt ra trong suốt ngày mà chúng ta hiểu được cái thấy hoàn toàn nó chỉ là một cái màu của một cái tứ đại nào đó, và chúng không biết gì cả, chúng là vô tri vô giác, một cách thực sự xuyên thấu vào bản chất của nó, thì đó là cái việc thiện tối thượng mà có pháp của Đức Phật đem lại. Người đó mới thật sự là người gấp làm điều lành đó. Người gấp làm điều lành. Cái đó nó thật sự là tứ niệm xứ đó. Và quả thật, nếu mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm mà chúng ta không có hiểu biết được, nó chính là quả của nghiệp luân hồi, mà nó vô cùng nhiều những cái khoảnh khắc của quả luân hồi trong một ngày, chứ đừng nói chi là một năm, 10 năm, 20 năm. Chúng ta không thực sự hiểu được nó đó thì chúng ta chưa bao giờ hiểu được lời Đức Phật dạy. Chúng ta tưởng quả luân hồi là một cái con người nào đó ở trong tương lai, nhưng không các bạn ạ. Quả luân hồi chính là cái thấy đang có mặt ở đây, cái nghe đang có mặt ở đây, cái ngửi đang có mặt ở đây, cái nếm đang có mặt ở đây, cái xúc chạm đang có mặt ở đây. Và lúc chúng ta ngủ say, lúc chúng ta tục sinh, cái tâm tục sinh. Như vậy là cái luân hồi nó là một cái tâm quả, cái quả luân nó là những cái tâm quả, chứ không phải là ai đó đi luân hồi. Không phải. Không có ai đó đi luân hồi cả. Và sau cái khoảnh khắc thấy nghe, do không hiểu biết nên là tham ái và vô minh nó chấp thủ, rằng tôi thấy, tôi biết, tôi nghe, tôi tạo tác, tôi làm những thiện sự, đó chính là phiền não của luân hồi. Và chúng tạo ra, không tạo ra gì khác, chúng lại tạo ra thiện nghiệp và ác nghiệp qua những cái lời nói, cử chỉ, hành động, mừng thân và ý suy nghĩ đang ngay trong khoảnh khắc này. Lời nói của chúng con đang trình bày đến Chư Tăng và chúng tôi đang trình bày đến quý vị, nó đang nói đến giới hạnh, nó đang nói đến ác nghiệp hay thiện nghiệp đang ở đây. Nó đang tạo nghiệp. Và cái phiền não luân này nó tạo ra nghiệp, và nghiệp nó cũng không là gì khác, là nó lại cho ra những cái quả thức, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm. Và tất cả những cái gì được gọi là quả của nghiệp mà chúng ta kinh nghiệm được, dầu là xấu là tốt, thì tất cả nó đều thuộc về đất. Màu của đất, mùi của đất, vị của đất, cứng của đất, mềm của đất,
nóng lạnh căng trùng là của đất. Và cái thân này nó cũng là đất, 100 năm nó chưa từng nói chuyện với quý vị dầu một lời, mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cái thân này nó biết cái gì đó, nhưng hoàn toàn không. Cái thân này nó cũng là quả của nghiệp. Như vậy nghiệp nó không những tạo ra những cái tâm quả, mà nó còn tạo ra sắc, nó còn tạo ra sắc căn để mà cho những cái tâm quả này nương để kinh nghiệm những cái đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, đối tượng màu, mùi, vị và dưỡng chất. Quý vị đừng có nghĩ rằng con thuyết pháp lạc đề, không phải đâu nha. Quý vị nghe kỹ thì đã khi mà đã hiểu pháp thì nó không thể lạc đề được, nó không có lạc đề đâu. Những cái điều này mới nói lên là rất là thiện pháp, rất là thiện pháp, làm rất nhiều thiện pháp. Có phải suốt cả cuộc đời chúng ta sầu khổ với cái đối tượng thị giác mà chúng ta cho đó là vợ mình, con mình, chồng mình, cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, công việc của mình, tài sản của mình, xe cộ, nhà cửa của mình. Đó, nếu mà con mắt của quý vị bị mù thì cái đó có ý nghĩa gì không? Không. Chúng ta thấy cái thấy nó quan trọng như nào. Nếu chúng ta không hiểu được cái thấy, Đức Phật mới nói là chúng ta dính mắt vào 6 cái căn này là cực kỳ lớn. Âm thanh, suốt cuộc đời của chúng ta đau khổ vì âm thanh, chết chóc cũng vì âm thanh, đủ mọi thứ âm thanh, đau khổ vì mùi, vì vị, đau khổ vì cái cứng, cái mềm, chứ không phải là đau khổ về cái gì cả. Như vậy là chúng ta tham ái với đất và đau khổ ở trong đất. Và khi cái tâm này nó diệt đi thì cái thân này nó tan khỏi và nó rã ra. Và chúng ta tưởng rằng kiếp sau là chúng ta là có cái gì đó rất là tốt đẹp trong cái việc phước của mình. Nhưng không, nó vẫn chỉ là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và cái in dấu lên con mắt vẫn chỉ là những cái màu sắc. Và cái tham ái nó dính mắt, cũng dính mắt vào những cái thứ đó mà thôi. Và nó rất vô thường, nó rất vô thường. Cái thấy từ hồi sáng đến giờ đó vô lượng, vô biên, nó đã diệt rồi, mà chúng ta tưởng như là nó còn nguyên vậy đó. Nhưng mà nó không phải. Khi nào quý vị thấy được sau cái thấy mà chúng ta dính mắt vào cái thấy, thì cái khoảnh khắc dính mắt đó không phải là cái thấy nữa rồi. Cái thấy có tham và cái dính mắt nó có tham, hai khoảnh khắc đó nó đã xa rời nhau vô lượng rồi. Cái kia nó đã diệt mất, không bao giờ còn sanh trở lại dầu một lần trong vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta lại dính mắt vào cái bóng ảnh của nó, nên là cái bóng ảnh của nó in vào trong cái lộ ý môn này. Nó chỉ in cái bóng ảnh thôi, chứ nó không có đi vào trong cái các căn này được. Cái quyển sách nó không đút vào trong con mắt được. Nó chỉ là cái bóng ảnh của nó được cái tưởng nó chụp, nó in dấu, có cái tưởng nó in dấu. Và chúng ta chết chìm trong tưởng, chết chìm trong vô minh và chết chìm trong khái niệm. Chứ thực tế nó không có là ai cả. Nó không phải là có người hay ai đó. Nó là một pháp sanh khởi ở một thời điểm và diệt mất. Như cái thấy nó sanh khởi chỉ là một sát la và nó diệt đi mất. Rồi nó diệt đi cái tâm tiếp thâu, rồi đến tâm quan sát,
và đến tâm đoán định. Ba cái sát la đó vừa qua là đã có thiện và bất thiện, là vô minh nó đã ở đó rồi. Vô minh nó ngự trị ở ngay đó rồi. Thì thử hỏi rằng nếu chúng ta không nghe diệu pháp một cách đúng đắn, không có ai ra khỏi được sanh tử luân hồi hết á. Đừng có ai nghĩ rằng ngồi thiền mà ra khỏi sanh tử luân hồi, điều đó là không thể. Giáo pháp của Đức Phật, bậc thinh văn là chỉ có nghe pháp và nghe diệu pháp và suy tư về cái nghe đó cho thật là thâm sâu và vi diệu, nghe bao giờ đó cái chi kiến nó chánh trực, nó đúng mức để sanh lên trí tuệ như Đức Phật đã từng dạy, là duyên của trí tuệ sanh khởi là nghe và khéo tác ý. Còn chúng ta thì những kẻ lười biếng và những người luôn là ảo tưởng, chúng ta thích làm một cái gì đó lớn lao để cho người đời biết đến tên tuổi, danh vọng của mình. Nhưng mà người trí đó, người ta chỉ mong sao để hiểu cái lời Đức Phật dạy để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Do vậy cái sự bền bỉ của nghe pháp để nói lên cái người này có thành tựu đạo quả hay không, thì chỉ cần coi xem cái người đó nghe pháp và học hiểu về pháp như thế nào. Chúng ta cứ nghĩ rằng phải làm một cái điều gì đó thì sẽ đạt được cái đạo quả mà Đức Phật dạy, nhưng mà không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu như mà chúng ta không thực sự nghe và hiểu đúng lời Đức Phật dạy để cho cái chánh tri kiến nó sanh khởi, và khi trí tuệ nó sanh khởi thì tự động nó sẽ biết được cái gì là cái gì, đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là quả, đâu là phiền não, đâu là nghiệp. Quý vị thấy không? Chỉ có cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm thôi đó, mà nó diễn tiến cả một cái thế gian mênh mông như thế này. Rồi chúng ta học Phật Pháp, và chúng ta để ý khi mà chúng ta chia sẻ được, mà ai nghe được cái này rồi, tự động trí tuệ nó sẽ sanh lên. Nó sanh một cách chắc chắn và nó lớn mạnh, và tự người đó đứng lên từ trong sâu thẳm của mình, một hải đảo được trồi lên giữa biển cả của trầm luân. Cái người thuyết pháp mà để cho cái người đó đi theo mình là sai. Cái người giảng pháp mà để cho người đó tự hiểu và để cho cái hiểu nó sanh lên từ người nghe đó, thì đó mới là diệu pháp của Đức Phật, để tự giải thoát nhau ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó mới là người cung kính diệu pháp mà Đấng Thế Tôn đã để lại một cách tốt đẹp. Cái thấy thì luôn luôn thấy, cái nghe thì luôn luôn nghe, cái ngửi thì luôn luôn ngửi, cái nếm thì luôn luôn nếm, cái xúc chạm thì luôn luôn xúc chạm, bây giờ nó cũng đang có mặt ở đó đây nè.
nhưng mà không dễ hiểu được nó, không dễ hiểu được nó, không dễ bắt gặp được nó, không dễ bắt gặp được nó. Nếu như chúng ta không nghe được về nó thì tâm nó không có cái sự in dấu nhớ về nó. Do đó mà cả đời, nhiều kiếp của chúng ta chỉ quên mỗi một điều, đó là quên gì? Quên pháp xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Chúng ta luôn luôn quên cái thứ đó thôi. Còn chúng ta nhớ là nhớ người này, người kia, nhớ việc làm phước này, việc làm phước kia, nhớ hết á. Nhưng mà chúng ta quên mỗi một điều, đó là quên những cái thực tại đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày, chính là pháp. Và không được ai nhắc tới nó thì pháp nó chìm vào trong cái lãng quên đó. Chính vì vậy Đức Thế Tôn ra đời nên Ngài nhắc về sáu căn, về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đụng trong đời sống hàng ngày. Và đã nhiều bậc hiền trí, nhiều những người cư sĩ, từ bần hàng, từ vua chúa, các ngài đã giải thoát sanh tử luân hồi. Và Ngài đã thật sự hiểu cái thấy chỉ là cái thấy, là một pháp. Cái thấy không phải là tham, cái thấy không phải là tôi, cái thấy không phải là nghe, cái thấy không phải là ngửi, cái thấy không phải là màu, cái thấy chỉ là cái thấy. Và Ngài đã thấy được tất cả những thực tại trong đời sống hàng ngày được tách biệt, và không có một thực tại nào là có ngã. Và chính vì chúng vừa sanh khởi nên chúng diệt mất ngay, và chúng không đến đâu, không đi về đâu, không tồn tại ở bất cứ đâu. Chúng không phải là ai cả. Chúng đã hoàn toàn biến mất. Chúng sanh khởi bởi cái duyên đó và chúng biến mất hoàn toàn. Cái tham của ngày hôm qua không phải là cái tham của ngày hôm nay. Cái tham của khoảnh khắc trước cũng không phải là cái tham của khoảnh khắc này. Và mãi mãi là như thế. Và Ngài đã thấy vô minh thì không phải là tham, chánh niệm thì không phải là trí tuệ, định thì không phải là chánh niệm, suy nghĩ thì không phải là chánh niệm. Bởi vì suy nghĩ thì có suy nghĩ bất thiện, có suy nghĩ thiện, nhưng mà chánh niệm thì phải là thiện chứ không thể là bất thiện được. Do vậy khoảnh khắc có chánh niệm thì không có suy nghĩ, vì lúc đó chánh niệm nó làm cái nhiệm vụ của nó, nên lúc đó dầu nó có chi tầm ở đó nhưng nó chìm xuống. Nhưng mà lúc có suy nghĩ chi tầm ở đó, cũng có cả chánh niệm, nhưng mà lúc đó chánh niệm nó chìm xuống và cái suy nghĩ đó được gọi là chánh tư duy. Do duyên của nó là như vậy. Vi diệu pháp mà chỉ để đếm 5 chi, 10 chi, 20 chi, vâng, thì nó không có đem bất cứ một cái lợi ích nào cho việc tu tập và giải thoát cả. Âm thanh chính là vi diệu pháp. Vi diệu pháp là gì? Vi diệu pháp chính là pháp.
Mà ví dụ pháp chính là nhấn mạnh về cái pháp, cái thực tánh của cái pháp đó trong đời sống hàng ngày. Và nếu như chúng ta không thực sự hiểu nó được thì không có cách nào để mà giác ngộ được cả. Như vậy thì để cho chúng ta thấy sau cái thấy nghe người nếm đục mà không được nghe diệu pháp của Đức Phật thì cả thế gian này chìm trong vô minh là phải rồi. Có ba cái khoảnh khắc là tiếp thu, quan sát, đoán định một cái là vô minh nó đã ập tới rồi. Mà cái thói quen vô minh này, thói quen tham ái của chúng ta, nó đã được tích lũy từ vô lượng rồi. Bởi vì tâm nó có sự tích lũy, tức là tâm này nó sanh bởi cái duyên đó, nó diệt đi, nhưng mà nó để lại, nó để lại cái sự tích lũy cho tâm sau. Và chính vì vậy mà nó tăng cường. Do vậy cái câu kệ này hãy gấp làm điều lành là Đức Phật chỉ cho chúng ta không phải dễ dàng, không phải dễ dàng mà làm được điều lành đâu. Vậy cái ái, nếu mà tại sao chúng con lại chỉ vậy? Nếu mà chúng ta không có biết được những cái thứ mà chúng ta cho đi hay là chúng ta dính mắc đó chỉ là một chút xíu đất thôi, một chút xíu màu thôi, một chút xíu mùi, một chút xíu vị thôi, một chút xíu cứng mềm thôi. Khi mà chúng ta hiểu cái mà mình cho đó nó chỉ là đất thôi đó thì chúng ta dễ cho lắm. Thì tâm thiện của chúng ta đó nó mới tăng trưởng rất là nhiều. Nên là cái phước đó ở cái tâm thiện này nè. Nhưng mà không hiểu được những cái thứ này thì chúng ta nghĩ rằng cái này nó ghê gớm lắm, nên là chúng ta khó mà cho đi được những cái gì nó lớn lao trong cuộc đời này lắm. Hay gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều khác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích điều khác. Và chúng ta biết là chúng ta sanh ra trong cõi dục, ai ai cũng hướng về các dục hết. Và các dục á, thì nó không có những, nó có những cái thọ hỷ và nó còn có những cái thọ khổ nữa. Là cái khi mà cái thọ khổ nó đến thì chúng ta lại xua đuổi. Mà bất kể cái gì, miễn làm sao là thoát khỏi cái khổ này, lên là chúng ta làm toàn những cái việc ác không à, việc bất thiện không à. Và chúng ta luôn luôn chấp cái ngã là tôi, là của tôi thì này. À, cái tôi nó lớn lắm, cái tôi của chúng ta thì nó thật là khủng khiếp. Cái mà đau khổ nhất trên trần đời này, không ai làm cho bạn đau khổ, chính cái tôi của mình, nó là thứ tệ hại nhất, nó giết chết bạn. Nó chính là kẻ thù số trong vòng sanh tử luân hồi này. Bất cứ cái gì mà có cái tôi ở đó rồi đó thì không còn tình bạn, tình cha con, tình anh em, cái chi chi nữa cả. Nó chấp thủ. Do vậy mà Đức, cái câu kệ hãy gấp làm điều lành, hãy gấp làm thì chúng ta biết điều lành ở đây rồi là nhiều rồi phải không nhỉ? Bố thí này,
trì giới này, phát triển tâm từ này, tâm bi tâm xả này. Rồi nghe pháp này, thính pháp này, cái kiến này. À.